lớn nhất ở Nam Bán Cầu, nằm ở vùng Long Gòn. Đây là chùa Nam Tiên nha. Thì tên tiếng Việt có nghĩa là Nam Thiên, tức là thiên đường phương Nam. Thì đây là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở Nam Bán Cầu, được xây dựng theo Phật phái Phật Quang Sơn, một trường phái do Đại sư Hành Vân người Đài Loan lập ra vào năm 1965. Hiện nay là có tới hơn 200 nhánh chùa rải rác trên khắp thế giới. Ở ngôi chùa này có cái điều thú vị là không phải do người bản xứ hay là do tín đồ nào lập ra đâu, mà là do chính ông thị trưởng của thành phố Vũ Long còn thời bấy giờ đã tới Đài Loan mời ông Đại sư Hành Vân tới đây để xây dựng một ngôi chùa. Và đây là bãi đậu xe của chùa nha các bạn. Trời ơi, nó rộng kinh khủng, nhiều tầng nữa chứ. Hôm nay là trời mưa, mình tưởng là ít nha, ai ngờ vô đây bãi đậu xe đậu gần hết luôn. Chứng tỏ là cái chùa này sức hút lớn kinh khủng. Các bạn hoàn toàn có thể thăm chùa bằng phương tiện công cộng như xe lửa, xe bus đều được nha. Bước vào chùa Nam Tiên thì mọi người có thể chiêm ngưỡng một khung cảnh không thể chê vào đâu được. Những hàng cây xanh thẳm, những bụi trúc thân vàng cùng những hàng phượng tím nữa chứ. Rải rác trong khuôn viên của chùa còn có rất nhiều tượng đá chú tiểu, vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu. Nơi dừng chân đầu tiên của tụi mình là điện trước của chùa, hay còn được gọi là điện thờ Đại Bi. Trong điện là bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn mắt nhìn tay. Tuy mới chỉ là điện trước, nhưng các bạn đã có thể thấy được độ rộng lớn của chùa. Toàn bộ diện tích ngôi chùa lên đến 175.000 m² lận đó nha. Từ điện trước, tụi mình sẽ đi lên chính điện. Các bạn cùng theo chân tụi mình nha. Chính điện là kiến trúc quan trọng nhất của chùa. Thì kiến trúc của chùa là vừa mang đậm phong cách Trung Hoa, vừa xen lẫn các chi tiết nghệ thuật hiện đại của phương Tây. Các bạn để ý là ngay cả những tiểu tiết ở trên mái ngói cũng sẽ được làm một cách rất là chi tiết và cẩn thận. Bên trong chính điện là nơi đặt 5 pho tượng Phật ngồi tòa sen lớn, bao quanh bởi 10.000 bức tượng Phật nhỏ. Ở hai bên của chính điện là chuông và trống, đây là những pháp khí quan trọng nhất của chùa. Xung quanh chính điện là các phòng thiền, phòng học Phật giáo, cũng như các hội trường được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại. Từ chính điện, tụi mình sẽ men theo lối đi về bên trái, đi xuyên qua rừng cây xanh mát là sẽ tới nhà nghỉ của chùa. Đây là nhà nghỉ của chùa, có tổng cộng là 100 phòng, nội thất cao cấp như khách sạn 5 sao, view thì bao đẹp. Từ trong nhà nghỉ nhìn ra là một cái hồ sen với hàng liễu rủ tuyệt đẹp luôn. Xung quanh hồ là tượng có 18 vị La Hán. Dưới hồ sen là từng đàn cá koi đang tung tăng bơi lội, khung cảnh thật là yên bình. Trong khuôn viên chùa thì còn có một công trình kiến trúc quan trọng khác nữa, đó là tòa bảo tháp 8 tầng này nè. Đây là nơi an nghỉ và lưu giữ cho cốt của các tín đồ và thân nhân của họ. Ở bên trong tháp thì có điện thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát và một chiếc chuông ước. Các bạn có thể tới ước và đánh chuông để điều ước đó được vang vọng tới trời. Sẽ thật là một thiếu sót nếu các bạn đã viếng thăm chùa Nam Tiên mà không thử ghé qua Học viện Nam Tiên. Học viện được nối với chùa Nam Tiên bởi một cây cầu đi bộ cũng tên là Nam Tiên.
Điều đặc biệt ở đây là tuy cây cầu đi bộ này chỉ dài 200m, nhưng cả quá trình lên ý tưởng, thiết kế và xây dựng cây cầu mất lên đến tận 17 năm. Học viện Cao học Đan Tiên đi vào hoạt động từ năm 2015 và là cơ sở giáo dục đầu tiên được chính phủ Úc công nhận, tập trung chủ yếu vào sự phát triển cá nhân trong các lĩnh vực Phật giáo học, sức khỏe thể chất cũng như tinh thần và phúc lợi xã hội. Hi, how are you? Looking for food? Yeah. Hey, we got six dishes. That is seaweed, curry puff, and curry. And this is fried veggie. And we got this called green bean powder, I think. This tastes like noodle. Okay. Yeah. And bean curd, fried rice, fried noodle. And based on one plate, you can pick every dishes you want, and we will add as much as you want. Okay. So this one looks good. Looks good, yeah. Curry inside. Curry inside, yeah. Like. What do you say? Mushroom? This is seaweed. Seaweed. It's a little bit spicy. All right. And this is cold. Oh, cold. Not hot. Yeah, okay. So which coffee do you want? Cơm này á là có 15 đồng nha các bạn. Nguyên một dĩa bự cả bá vậy luôn á. Có 15 đồng thôi á. Còn ly cà phê này là bình thường là bán 5 đồng. Nhưng mà giờ mình mua, tại vì mình mua cơm nên là cái giảm 50 cent là còn 4 đồng rưỡi. Tại thấy các bạn bán nhiệt tình quá nên mình mua ủng hộ, chứ thật chất là mình cũng không thích cà phê lắm. Giờ mình ăn nha các bạn. Cái này là một loại đậu. Thịt đậu gì đó. Này giống giả thịt. Này là giả thịt, giả bíp. Này là giả thịt bò. Đây là giả thịt bò. Này là một loại đậu. Này ăn nó dai dai các bạn, giống như ăn thịt bò thịt luôn á. Ngon. Cái này ngon. Cà ri ngon. Thịt bò ngon. Có miếng ở đây, có miếng không. Chúng tôi mình ăn cũng gần hết rồi. Còn có cái siêu bình mà. Thì giờ thì mình sẽ đang ăn cái siêu bình. Cơm thô không còn gì rồi. Đã bỏ muối. Chúng mình cùng đi về thôi. Nhìn lại cái cầu Nam Tiên, biểu tượng của sự giao lưu văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Đây là sự hòa hợp giữa truyền thống và hiện đại. Video của tụi mình xin kết thúc tại đây nha. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nhớ like và subscribe để xem những điều thú vị cuộc sống ở Úc. Hẹn gặp lại mọi người vào chủ nhật tuần sau. Hello. Yeah, how is she? Amen. And when she grow up, like how big? Oh, just that. Who just then? Thank you. Have a good day.